Trend chống lão hóa đa cà mị đang là tâm điểm tìm kiếm của nhiều chị em trong thời gian gần đây. Đặc biệt, với những chia sẻ rất thật của Lan Hương, diễn viên chính trong phim Quỳnh Búp Bê trên truyền hình và báo chí, đã khiến nhiều chị em quan tâm đến sản phẩm này. Xem đa cà mị là lựa chọn hàng đầu trong việc chăm sóc da mặt. Vậy theo những chia sẻ của chị Lan Hương và những lời quảng cáo khó cánh về sản phẩm thì kem chống lão hóa đa cà mị có tốt không? Có nguồn gốc? Xuất xứ ở đâu? Có phù hợp cho mọi loại da? Và thực sự dùng có hiệu quả? Hãy đọc bài viết đánh giá hôm nay để biết rõ hơn thông tin về sản phẩm. Nguyên nhân gây lão hóa da ở phụ nữ. Có rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng lão hóa da ở chị em phụ nữ. Trong đó có hai nguyên nhân chính là do chủ quan và khách quan. Về khách quan, phụ nữ qua tuổi 30 làn da bắt đầu lão hóa. Đây là nguyên nhân khách quan không ai có thể chống lại được. Tàn nhang, vết nhăn, vết chân chim sẽ bắt đầu xuất hiện. Sau mỗi lần sinh nở, việc thay đổi nội tiết tố khiến da của chị em sạm đi và bắt đầu có những dấu hiệu bị lão hóa. Về chủ quan, nhiều chị em thiếu quan tâm chăm sóc cho làn da của mình. Để làn da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, với bụi bẩn làm cho làn da bị sạm. Da trở nên đen hơn và thiếu sức sống. Chị em không thường xuyên rửa mặt, sử dụng các loại kem dưỡng da mặt làm cho da không còn săn chắc. Da bắt đầu lão hóa nhanh hơn. Chế độ ăn uống không hợp lý, ít chất xơ và hoa quả làm cho da không có đủ dưỡng chất. Làm việc thường xuyên bị căng thẳng, xì chết cũng là nguyên nhân dẫn đến lão hóa da. Tuy nhiên, không phải ai đến tuổi 30 thì da sẽ trở nên nhăn nheo, xấu đi cả. Nếu chị em biết chăm chút cho làn da của mình, biết sử dụng những sản phẩm chăm sóc da tốt thì làn da trẻ đẹp như tuổi 20 vẫn có thể kéo dài mãi. Một trong những sản phẩm chăm sóc cho da mặt hàng đầu mà chị em nên quan tâm đó chính là kem chống lão hóa đa cà mị. Đánh giá kem chống lão hóa đa cà mị. Kem chống lão hóa đa cà mị được chiết xuất từ những thành phần tự nhiên đạt tiêu chuẩn organic tiên tiến nhất của Mỹ. Sản phẩm đang bán rất chạy tại thị trường Mỹ và đầu năm 2019 đến nay, đa cà mị cũng được rất nhiều chị em tại Việt Nam quan tâm và yêu thích. Thành phần tạo nên đa cà mị. Với tiêu chuẩn organic của Mỹ, thành phần tạo nên kem chống lão hóa đa cà mị hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, không chứa bất cứ thành phần hóa học nào. Các thành phần được phân loại, chọn lọc và chiết xuất với công nghệ tiên tiến nhất. Tinh dầu jojoba giúp kiểm soát vùng da lão hóa, tái tạo lại vùng da bị hư hại và mất cấu trúc. Chiết xuất nha đam, lô hội là thành phần chủ yếu có trong các kem dưỡng da. Lô hội sẽ giúp làn da chống oxy hóa và hạn chế sự hình thành của các gốc tự do gây lão hóa da. Dầu hạt nho chứa nhiều collagen và elastin, giúp da trở nên giàn hồi, làm giảm nếp nhăn, vết chân chim trên vùng da mặt. Các vitamin A, D, E là những dưỡng chất thiết yếu giúp cho da khỏe mạnh, đàn hồi và mịn màng hơn. Rất nhiều loại kem dưỡng da và kem chống lão hóa sẽ sử dụng thêm thành phần hóa học AHA để giúp da chống lão hóa. Nhưng với đa cà mị thì thành phần này không có, nên người dùng sẽ trở nên an tâm hơn cho làn da của mình. Với những thành phần hoàn toàn làm từ thảo dược thiên nhiên như trên thì có thể khẳng định đây là sản phẩm rất tốt cho người sử dụng. Sẽ không gây nên bất cứ một tác dụng phụ không đáng có nào. Tác dụng của kem chống lão hóa đa cà mị. 5 tác dụng chính mà đa cà mị đem lại cho chúng ta. Dưỡng ẩm cho da, với những thành phần như lô hội và dầu hạt nho sẽ giúp cấp ẩm cho làn da, từ đó thấm sâu vào bên trong da, làm cho da luôn căng mịn và tươi sáng. Bổ sung collagen, các vitamin như A, E, D sẽ bổ sung cho da một lượng collagen cực lớn làm cho da luôn khỏe mạnh, không bị nhăn và chảy xệ. Phục hồi làn da bị lão hóa, đa cà mị sẽ giúp chống oxy hóa, làm đầy các vùng da bị tổn thương. Thiếu sức sống, làm mờ, làm nhỏ, xe khít các lỗ chân lông để da trở nên mịn màng hơn. Giúp thải trừ độc tố, loại bỏ thâm nám. Sạm da, giúp da bật tuôn và trắng sáng hơn. Ngoài ra còn bảo vệ da khỏi các tác nhân như tia UV, bụi bẩn từ bên ngoài xâm nhập vào da. Cách sử dụng kem đa cà mị đạt hiệu quả tốt nhất. Với kem chống lão hóa đa cà mị, bạn có thể áp dụng cách bôi kem của các loại kem dưỡng da khác. Nếu bạn nào chưa rõ có thể làm theo các bước như sau. Bước 1, nếu bạn đang dùng phấn thì hãy tẩy trang, còn không dùng có thể rửa mặt qua nước sạch, sau đó dùng khăn thấm khô da mặt. Bước 2, lấy một lượng kem vừa đủ vào lòng bàn tay, sau đó dùng ngón trỏ lấy kem và chấm đều vùng hai má, trán và cằm. Bước 3, dùng hai đầu bàn tay xoa đều lên vùng da mặt. Massage mặt nhẹ nhàng từ dưới lên trên để tránh da bị chảy xệ. Theo hình bên dưới. Bước 4, lặp lại 2 lần trong ngày, buổi sáng và buổi tối để đạt hiệu quả tốt nhất. Lưu ý, do nhiều chị em có làn da nhạy cảm, dễ bị dị ứng khi sử dụng kem không phù hợp, nên trước khi bôi kem trực tiếp lên mặt, bạn hãy bôi kem lên mu bàn tay để kiểm tra xem da mình có hợp với kem này không nhé.
Đánh giá ưu điểm của kem chống lão hóa đạ cà mỹ so với các loại kem khác. Thành phần tạo nên kem hoàn toàn tự nhiên nên rất an toàn cho làn da mặt. Kem đã được nghiên cứu về hiệu quả và thời gian tác dụng nhanh nên giúp người dùng cảm nhận được hiệu quả mang lại. Kem bổ sung thêm khả năng làm trắng da, giúp trẻ hóa làn da, xóa nếp nhăn và tàn nhang. Kem được nghiên cứu dành riêng cho thị trường châu Á nên rất hợp với chị em người Việt. Kem chống lão hóa đạ cà mỹ có tốt không? Các nhà nghiên cứu thị trường của thương hiệu đạ cà mỹ đã có những công bố chân thực khi sản phẩm tung bán tại nước Mỹ. Bạn có thể tham khảo. 97% phụ nữ xác nhận đạ cà mỹ đã giúp họ làm mờ các nếp nhăn. 87% phụ nữ xác nhận làn da được cải thiện rõ rệt sau khi sử dụng sản phẩm. 99,8% phụ nữ hoàn toàn hài lòng với đạ cà mỹ và sẽ sử dụng tiếp những liệu trình tiếp theo. Đây là những số liệu có cơ sở nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Kem chống lão hóa đạ cà mỹ bán ở đâu? Giá bao nhiêu? Công ty cổ phần Thịnh Tâm Đường có địa chỉ số 16A, ngách 61, ngõ 230, phố Định Công Trượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội là đơn vị độc quyền nhập khẩu sản phẩm đạ cà mỹ về Việt Nam và bán ra tại thị trường này. Công ty chỉ bán sản phẩm trực tiếp tại trang web chính thức mà Thủ Thuốc Vàng cung cấp bên dưới. Sản phẩm không bày bán tại các cửa hàng mỹ phẩm. Nếu bạn có bắt gặp sản phẩm tại các cửa hàng thì nên kiểm tra thật kỹ về nguồn gốc của sản phẩm. Đạ cà mỹ được niêm yết với giá 790.000 đồng một hũ. Đây là mức giá khá cạnh tranh và phù hợp cho túi tiền của nhiều chị em.